Khi đá lăn của chúng ta dấu hiệu như này và ta đặt lật lên, nó có sẽ có những cái vòng tròn có dấu như này. Đây là dấu hiệu của con ruồi vàng nó chích nhá. Đó, đây là cái bụi này. Nó rất là nhiều là lá. Nó bị con ruồi vàng chích này. Đó, nhìn thấy không? Ruồi vàng chích nó sẽ như này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng dao để chúng ta tìm con nhộng nữa. Dùng dao chúng ta quét ra. Đây, con nhộng đây. Đây là con nhộng của con ruồi vàng đây. Con nhộng này sau khi mà nó ăn hết một phần lá lan, nó chui ra ngoài, nó sẽ lột xác thành con ruồi vàng. Thì chúng ta sẽ dùng thuốc để chúng ta phun nó. Chúng ta dùng thuốc đâu vào đây nó ăn. Rất là con nhộng. Con này to rồi này. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng thuốc côn trùng, thuốc sâu gì cũng được. Chúng ta phun lên toàn thân toàn lá, cho cái thuốc này nó ngấm vào trong cái lá này, này con ấu trùng ở trong đó nó ăn và cái lá nó sẽ chết đi, nó không thể ra được chui được. Thế cái lá này trời ơi nó bị đây. Chúng ta xịt cả mặt dưới lá luôn. Sau vài ngày chúng ta sẽ cạy ra xem để con nhộng có chết không nhá. Anh chị vào theo dõi video của em thấy có ích thì hãy giúp cho nút chia sẻ và nút follow kênh.